security rồi nó link up rồi nó kiểu á, cái chữ sạch sẽ cho mình của bọn họ rồi xong rồi tới xài được rồi. Xây rồi cũng nhìn đẹp có phải không? Nhìn được cái... Tại vì nếu mà không có cái tiền maintenance thì mình nghĩ là nó xuống cấp phải không? Đúng. Mình đã maintenance thì là cái giữ